Ngày 27 tháng 10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92-2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Nghị định số 92 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế, gồm giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019. Miễn thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh quy định tại Nghị định 92 được miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ bao gồm dịch vụ vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, sản phẩm và dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình ghi âm và xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác nghệ thuật giải trí, dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.